tại trụ sở bộ công thương bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã có buổi tiếp và làm việc với đại sứ nhật bản tại việt nam ngài kunio umeda tại buổi làm việc bộ trưởng trần tuấn anh đánh giá cao những đóng góp của ngài đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và công nghiệp giữa hai nước cũng như việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhật bản đang đầu tư kinh doanh tại việt nam nói chung và việc hỗ trợ các nội dung hợp tác trong khuôn khổ ủy ban hỗn hợp việt nam nhật bản về công nghiệp thương mại và năng lượng nói riêng Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng thông báo với Ngài Đại sứ các chương trình hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và thương mại hiện vẫn đang được triển khai tích cực theo đúng kế hoạch và lộ trình. Hiện các đơn vị trong bộ đang giả soát và chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Nhật Bản về công nghiệp, thương mại và năng lượng lần thứ ba, dự kiến tổ chức đầu quý 3 năm 2018 tại Việt Nam. Ngài đại sứ cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian làm việc với đoàn để trao đổi các lĩnh vực hai bên đang quan tâm như việc phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, việc triển khai thực hiện nghị định 116/2017/NDCP về công nghiệp ô tô, các dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2, Vũng Áng 2, Văn Phong 1, Ô Môn 3, Vĩnh Tân 4, mở rộng và chuỗi dự án khí lô B ngại đại sứ cũng mong muốn hợp tác của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực để nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững, để các dự án có vốn của doanh nghiệp Nhật Bản triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định Chính phủ và các cơ quan quản lý Việt Nam, trong đó có Bộ Công Thương, cam kết hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI là hoạt động phát triển quan trọng của nền kinh tế sẽ tiếp tục dành nhiều chính sách hỗ trợ và tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đồng thời bộ công thương sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp góp phần thúc đẩy tiến trình thực hiện các dự án trong thời gian tới